Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video để hướng dẫn các bạn cách chỉnh cái chế hợp khí cho nó lợi xăng nhất. Thì các bạn hình dung như mình là nó đối với cái chế này nó có hai kim này. Cái kim này ấy là chỉnh cái lượng xăng đi vào cái kim này, và kim này là chỉnh cái lượng xăng đi vào ống đốt. Tức là xăng nó sẽ đi qua hai kim này nó mới vào ống đốt được. Vậy để chỉnh như thế nào? Thì các bạn phải hiểu, trước bạn phải hiểu tại sao phải chỉnh hai kim này và cái kim này nó chỉnh như thế nào đã. Thì các bạn dùng cái kim này ấy, kim trên đỉnh này, là nó sẽ chỉnh cái lượng hòa khí. Đây, tức là khi mà bạn xoay cái này ấy, thì có cái chốt đen đen đây này, nó đẩy cái kim vàng ở trong này đi lên này. Và đồng thời nó cũng mở cửa gió luôn. Tức là hỗn hợp vào nhiều ít là do cái kim này. Còn cái kim ngang ở dưới này, tức là nó chỉnh lượng xăng đi lên cái kim này. Vậy thì tại sao lại chỉnh ở vòng quay lớn và vòng quay nhỏ là như thế? Tại vì cái này ấy, khi mà bạn để vòng quay nhỏ đúng không, thì cái lưu lượng qua kim này ít và kim này nhiều này, thì cái kim nào càng ít thì kim đó sẽ quyết định là cái lượng xăng ở vòng quay nhỏ như thế nào. Cho nên chúng ta phải chỉnh kim này khi mà các bạn ga lên đấy, các bạn để một mức ga cố định đi hoặc là ga max đi, thì lúc đó cái kim này nó không thay đổi lưu lượng nữa và quyết định nó là thiếu xăng thừa xăng là do cái kim dưới này. Cho nên mình chỉnh cái kim này mình phải ga to mình mới chỉnh được, còn cái kim này là chỉnh ở vòng quay nhỏ này đó. Bản chất nó là như thế. Giờ mình sẽ chỉnh trước, mình sẽ chỉnh cái kim này trước nha. Thì để nó chạy được thì các bạn vặn cái kim, nếu mà các bạn không biết nó đang chỉnh đúng hay sai ấy, mà các bạn muốn chỉnh lại thì các bạn vặn hết cỡ vào cho mình. Các bạn phải cậy cái nút cao su mới vặn này nha. Đây, các bạn vào hết cỡ nha. Đây, vặn nó xoay cả cái ống ngoài đó. Giờ mình vặn ra, các bạn vặn ra cho mình từ 5 vòng dưới đến 6 vòng dưới là cái khoảng nó chạy được. Giờ mình vặn sẽ vặn 6 vòng nha. Đây này, bắt đầu này. Đây, 1 vòng, 2 vòng, 3, 4, 5, 6. Đấy, mình để vòng thứ 6. Còn cái kim ngang này nhá, các bạn vặn vào hết cỡ mình. Hết cỡ đúng không? Giờ bạn ra khoảng mình 2 vòng đi. Nửa vòng này, 1 vòng dưới, 2 vòng nhá. Thì cái kim, hai kim này sẽ rơi vào cái khoảng mà động cơ vẫn chạy được. Thì chúng ta sẽ chỉnh cái kim này trước, chỉnh garanti trước. Và chỉnh nó như thế nào? Các bạn xoay kim này này. Đến cái khoảng nào mà nó máy nó lớn nhất. Nếu mà bạn xoay tiếp vào ấy thì nó sẽ tắt máy. Mà bạn đợi ở cái khoảng máy chạy lớn nhất đấy. Và các bạn phải để một lúc nó mới chạy nha, không phải nó phản ứng ngay luôn mà nó phải đợi một khoảng 2 3 giây gì đấy. Nó chạy lớn nhất thì các bạn vặn ngược ra cho mình, tức là tháo ra nửa vòng cho mình. Nếu nó đủ xăng. Đó, còn vặn mà tháo nửa nhiều quá là nó tắt. Tại vì cái khoảng ổn định của cái kim này mà để máy chạy được ấy, nó chỉ rơi vào một vòng dưới thôi. Một vòng dưới, tức là cái khoảng một vòng dưới ấy. Ví dụ mình đang ví dụ là nó 5 vòng là nó chạy, bắt đầu chạy được đi. Sau các bạn vặn ra đến 6 vòng dưới là nó lại tắt. Tức là khoảng từ 5 vòng đến 6 vòng dưới là nó chạy được. Đấy là mình đang ví dụ thế. Giờ mình sẽ nổ máy và mình chỉnh cái kim này trước nha. Chỉnh đến lúc nào mà máy chạy lớn nhất này, sau đó vặn ra cho mình nửa vòng nữa. Ok. Chết máy đấy, đây là cái khoảng chạy lớn nhất nha. Rồi bạn ra nửa vòng để cho nó giảm đi đi một chút. Ok, vậy là các bạn là chỉnh xong cái này nha. Và cái ốc garanti nó không được quá nhỏ, tại nhỏ quá là nó là do nó đang thiếu xăng đấy. Đấy, là chỉnh xong cái kim này. Tức là các bạn xem ở vị trí nào chạy lớn nhất và vặn ngứa ra cho mình nửa vòng. Đấy, vặn ra nửa vòng để cho nó thêm xăng vào ấy. Còn cái kim này này, mình vừa rồi mình vặn 2 vòng dưới đúng không? À, 2 vòng đúng không? Giờ mình không quan trọng. Giờ mình sẽ chỉnh không tải cho các bạn trước và tí nữa mình sẽ chỉnh có tải. Cả hai trường hợp luôn, để các bạn có thể hiểu. Các bạn chỉnh không tải là các bạn phải nghe tiếng. Nghe cái tiếng máy. Tức là máy mà chạy tốt ấy, tức là nó không quá gắt. Cảm giác tiếng nó êm nhưng mà nó lại to. Nó giọng của một bạn hình dung nó giọng một người đàn ông trưởng thành là nó to như thế, chứ mà giọng giống giọng một người phụ nữ là nó hét, nó gắt đấy, là không phải là đang thừa xăng.
À đang thiếu xăng. Đó, chính phải chính như giọng một người đàn ông giọng to to khỏe đấy, máy nó kêu như vậy. Theo như chính này thì các bạn cứ vặn ra cho mình ba vòng đi, mình đang vặn ba vòng này. Rồi các bạn vặn vào dần thì máy mà nghe tiếng máy nó sẽ bốc dần lên, bốc dần đến cái thời điểm nào mà nó bắt đầu gắt ấy là dừng lại, thì đó là cái thời điểm mà ok, sang ok nhất, đó là chính không tải thôi, gọi là nghe tiếng. Còn nếu mà nó gắt lên ấy là không đúng, gắt gắt quá là thiếu xăng. Rồi mình chỉnh nha. Hoặc là bạn có thể chỉnh, đó là chỉnh từ ngoài vặn vào dần là nghe bắt đầu gắt là dừng lại. Hoặc là các bạn chỉnh vào trong sâu ấy mà cái thời điểm gắt nhất ấy, các bạn vặn ra cho mình từ nửa vòng đến 3/4 vòng. Giờ các bạn sẽ nghe là cái tiếng máy bắt đầu nó nghe nó không phải gắt quá mà nó êm nhưng mà lại to. Đấy, rồi nối nha. Cửa sang hết một cái. Đấy, giờ xem là bao nhiêu nhá. Nửa vòng này, một vòng này, một vòng dưới này, 1,75 vòng nhá. Đúng là 1,75 vòng luôn. Giờ mình lại để vặn từ trong vặn ra xem có giống nhau không. Đây, để vặn từ trong vặn ra nhá. Kể cả là chính từ ngoài vào trong hay là từ trong vặn ra ngoài cũng được. Các bạn cứ nghe cái tiếng gắt nhất cho vặn ra nửa vòng, gần nửa vòng như mình. Mà vặn đến lúc nào mà nó không gắt nữa, bắt đầu không gắt nữa là đó là cái di chuyển. Giờ mình sẽ vặn lại xem nó là bao nhiêu vòng nha. Nửa vòng nha. Một vòng này. 1,75 vòng ạ. Đấy, nó cũng rơi vào gần 2 vòng. Nó cũng chênh lệch nhau một chút. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh có tải để là biết được chuẩn nhất nha, tại vì nghe nó cũng tương đối thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh ở mức có tải cho các bạn xem nha. Đây là mình đã kẹt kẹp cái lắp rồi, rồi mình đút vào cái này để cho ghim bố côn lại, ghim cái chuông lại. Nha, thì các bạn vặn ra cho mình mấy vòng đi. Đây, sau đó các bạn vặn vào, vặn gãi hết cỡ này, ghim ghim chuông côn rồi, nó máy chỉ là ma sát đây thôi, thì máy sẽ yếu, bắt đầu yếu, vặn ra khoảng ví dụ mà ra 3/4 cho mình, sau đó bạn vặn vào dần này, thì lúc máy nó tăng dần lên mà đến lúc nào nó lại tụt xuống, thì tại cái điểm mà tăng dần lên đấy là cái vị trí chỉnh kim xăng chuẩn nhất khi mà vào tải, các bạn hình dung là đủ xăng nhất, tỷ lệ ok nhất thì nó sẽ mạnh nhất, sau đó vặn vào một chút nữa thì nó lại yếu, và mà ra một chút nữa nó cũng yếu đi. Mục đích của việc này là các bạn phải tìm được cái điểm mà nó chạy mạnh nhất nha. Bây giờ mình chỉnh nha, bây giờ mình vặn ra khoảng 3/4 vòng đấy. Ok, mình nối này, tăng ga này, tăng ga vặn vào này.
Lại nhá, bây giờ mình vặn ra đã. Ok. Chuẩn bị vặn này. Đấy nhá, như cái vừa rồi mình vặn đây là cái vị trí cao nhất rồi này. Ok nhất nha. Bây giờ mình xem là nó đang ở để vòng bao nhiêu nha. Đấy, vặn vào mà nó yếu dần là vặn ra, nó ra mạnh nhất là cái vị trí này. Thế vặn vào này, nửa vòng này, một vòng này, một vòng dưới này, 1,75 vòng. Ok chưa các bạn, cái kim này là 1,75 vòng nha. Cái kim này lúc nãy là mình đo rồi. Coi cái này bao nhiêu nha. Một này. Đây. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu vòng. Hơn sáu vòng một chút. Đó là cái chế mình thôi. Còn có thể cái chế của bạn nó khác một chút đi. Thì các bạn cứ chỉnh thế cho mình nha. Còn nếu mà chế của game 35 thì không có kim này. Các bạn chỉnh mấy kim trên này là được. Nó đơn giản thôi. Đó. Còn nếu mà như các bạn mà cắt mà thấy nó yếu quá thì các bạn lại nới ra cho mình 1/4 vòng nữa. Đây là mình chỉ trường hợp là mình ghim bố côn, ghim chung côn. Còn các bạn cắt cổ hoặc là chạy thuyền hay là cái gì đấy mà thấy nó yếu hơn thì cứ vặn cái ghim này ra cho mình một chút, 1/4 vòng nha các bạn nhá. Ok. Còn nếu mà các bạn chưa tự tin về cái cách chỉnh chế của các bạn ấy thì các bạn có thể chạy cho mình 1-2 tiếng đồng hồ, một vài giờ đi. Sau đó các bạn mở buji ra để kiểm tra. Nếu mà thấy thừa thiếu xăng gì đó thì các bạn sửa chính. Ví dụ như cái mình này, nó hơi hơi đổ gạch thôi nha. Đấy, cái này thì nhớt là bình thường thôi. Nhìn cái đầu trong này nó hơi hơi đổ gạch là được này. Ok nha, các bạn phải chạy một lúc nó mới phát hiện được mình mới chạy ít thôi. Đó, nếu mà thừa thiếu thì các bạn lại vặn nới cái này ra cho mình một chút này, mà nới ra 45 độ thôi, tức là 1/8 vòng. Đó. Và các bạn cứ quan sát cho mình nha, cứ theo dõi máy và lúc nào ok nhất thì các bạn dừng lại và lưu ý cái nhớ lại cái vị trí đó của chế của bản thân. Đó, các bạn có thể ứng dụng cái cách này mà để chỉnh cái máy nhà các bạn cho nó phù hợp và ít hao xăng nhất nhá. Đấy, rất là cảm ơn. Nếu mà thấy cái video hay thì có thể cho mình xin một like và một đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những cái video sau. Nếu thấy video hay thì có thể cho mình xin một like và một lần đăng ký được không ạ? Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Rất cảm ơn.